livestream của bà Nguyễn và kể cả hôm nay cô này nói liên quan đến cái đề tài kinh tế. Kinh tế Việt Nam có phát triển hay không? Và nó đi, nó sẽ đi đến đâu? Và thì tốt là được cái gì? Thôi bây giờ xin chào mọi người ở đây này. Tôi thì khi là cái năng lực để mà thuyết trình thì cứ như không được nhiều đâu. Vì nó thế thôi, cứ là một người muốn năng khiếu. Đúng rồi, chứ không không đúng rồi. Đấy, làm kỹ thuật thôi. Mà tôi khẳng định là tôi cũng có một chút nhỏ nhỏ kiến thức đấy. Nhưng mà MC thì nó hơi dở chút thôi nhá. Rồi bây giờ này. Thôi thì mời bây giờ thì bây giờ thế này. Rồi. Thì bây giờ là nói về cái mạng ở bên lịch hơi yếu. Nói vào nội dung. Rồi, ok. Thôi. Từ hôm qua thì tôi cũng có nghe một đoạn liên quan đến cái là bằng nói về là cái sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Và hôm nay thì là vừa mới vào được tí thôi chứ nhỏ nhỏ thì cũng nghe có cái sự phản biện của coi như là bạn gì vừa nói đấy. Bạn Nguyễn Phương. Bạn Nguyễn Phương vừa nói đấy. Và như thế là hôm qua giờ thì tôi nghĩ cũng có nhiều người nói. Thì thế này này. Thôi thì những cái mà tổng kết lại của hơn 20 năm thực sự xây dựng kinh tế. Vì nói là từ năm 1975 cho đến 75 là vừa thống nhất đất nước, cả cái bãi chiến trường, cho đến năm 1980-90 là ta phải thực hành một lúc là 3 cuộc chiến cơ mà. Và coi là còn là cấm vận mà. Và sau đấy còn tìm hiểu tất cả mọi thứ để mà thay đổi những người cộng sản Việt Nam, lãnh đạo nhân dân Việt Nam để thay đổi, tìm cách để phát triển kinh tế. Thì rồi bây giờ này thực tế mình nói về những cái đấy mình nói rất là lãng mạn. Cái đây nói ngắn thôi, tôi nói tóm tắt tôi chỉ thôi. Tức ý tôi muốn nói về tức là mình phản biện ngay cái vừa nãy mà bạn Nguyễn Phương ấy, bạn nói ra, mình phản biện từng ý một. Phản biện từng ý một này. Không bây giờ đây mình đọc cái ý thứ nhất thì lịch phải phản biện được. Rồi mà người đọc đi. Rồi bây giờ cái ý đầu tiên tức là tăng trưởng. Bạn nói nha, tăng trưởng là phải tăng trưởng so với thế giới chứ không phải bớt nghèo so với trước thì gọi là tăng trưởng. Kể cả người dân bớt nghèo thì cũng nhiều yếu tố mà công việc chính phủ tạo ra là rất ít. Đấy, tức là bạn nói là hiện nay Việt Nam tăng trưởng là so với thế giới là mình cũng thấp. Đấy, và những cái yếu tố mà cái công việc chính phủ tạo ra là rất ít thì mình phản biện hai cái ý đó. Thứ nhất là tăng trưởng của Việt Nam so với thế giới là như thế nào trong những thời điểm hiện nay. Rồi. Thứ nhất là tăng trưởng so với đói là một thời điểm nay cũng nói mà phải nói 10 năm nay. Đúng 10 năm nay. Vâng. Thì coi như thế giới người ta thừa nhận là trong top của 7 nước phát triển nhanh nhất. Điều này gửi vào Google thì cứ là và cái là cái hội nghị kinh tế của APEC cho đến là cái diễn đàn kinh tế vừa rồi là cả thế giới người ta thừa nhận, không cần phải nói nữa. Đúng không? Tức là Việt Nam là một trong 7 nước tăng trưởng kinh tế cao nhất trên thế giới trong vòng 10 năm. Trong vòng 10 năm này. Trong vòng 10 năm trở lại đây. Vâng. Đấy. Thế thì bây giờ là cái bạn nói như thế thì bây giờ giả sử ta phát triển được 7% GDP được nước khác, đuổi kịp được nước khác về cái GDP, về cái thu nhập, tổng thu nhập quốc dân. Chứ nếu nước Mỹ nếu mà 10 năm trở lại đây thu nhập bình quân chỉ chưa đến 2% GDP, mời bạn coi là nước Nga chưa đến 3%, Thái Lan chưa đến 3% nhá. Đó. Bây giờ mình nói nói chung là đấy, cái mà thống kê lại thì cái mà GDP rõ ràng ta nằm trong top đầu của những nước phát triển nhất. Thì cái thành quả đấy cho dù đến giờ phút này thì GDP chia bình quân của đầu người của Việt Nam chưa được cao so với nhiều nước, nhưng mà chỉ số hạnh phúc và những cái mà chính phủ tạo ra người Việt Nam hưởng lợi tôi khẳng định so với cái thế giới tôi chưa nói, nhưng mà so với khu vực là ta rất khả quan. Đấy là điều khẳng định. Ví dụ luôn chứ, Philippines, đất nước giành độc lập từ năm 1946 đến nay, gần 70 năm không bom đạn, không gì hết, chỉ có một tí bảo thôi. Nha. Tất nhiên là vấn đề nội bộ tôi chưa nói. Chào ra bên bùng. Thế thì đến giờ phút này GDP của Philippines từ chỗ gấp 4 lần đến thời điểm năm thi ra đổi mới, gấp 4 lần của Việt Nam. Bây giờ GDP của Philippines chỉ 1,2 lần. Nếu tính năm 18 này chưa đến 1,2 lần so với Việt Nam. Như thế là ta đã vượt lên GDP gần ngang với Philippines. Đấy. Nếu là tính thời điểm mà là ta bắt đầu đổi mới, ta bắt đầu từ năm 1990 thì đến giờ phút này ta chỉ còn 1,3, 4 lần, bây giờ 1,3. Thì như thế đấy, nhưng mà so lại với người dân Philippines hưởng lợi từ tất cả các cái chính sách của chính phủ Philippines và chính phủ Việt Nam. Mời các bạn đến, tôi nói không ấy, đến thủ đô Manila thôi, không nói đâu xa hết. Nó cái nhỏ nhỏ nông thôn, các cái chỗ hẻo lánh chúng nói. Đến thủ đô Manila. Và thì tôi khẳng định cơ sở hạ tầng, điều này tôi khẳng định được, của Philippines 10 năm nữa cứ phát triển như thế. Nếu 10 năm nữa chưa bằng cơ sở hạ tầng của thủ đô Hà Nội. Đấy, chỉ cần đi ra khoảng 10 km ngoài trung tâm thành phố Philippines là coi như là không thể chấp nhận được. Đời sống dân nghèo không thể chấp nhận được. Đấy. Thế thì so sánh tỷ lệ người nghèo của Việt Nam hiện tại và người nghèo của các nước trong khu vực thì ta vẫn là khả quan nhất. Kể cả để mà nói so sánh sự phát triển, thực sự mà nói ở các nước đấy, tiền mà là thu nhập, tổng thu nhập quốc dân rơi vào toàn bộ của một bộ phận người giàu. Anh Bang ạ. Đúng rồi. Rơi vào một bộ phận chủ yếu là người giàu. Đúng rồi, anh em mình đi tàu mình qua. Tôi nói với lịch như này. Bây giờ sự giàu nghèo của một đất nước thì thứ nhất nó có hai vấn đề. Thứ nhất là qua những cảm nhận của những người dân. Với thứ hai là mình phải căn cứ vào những cái con số. Thấy chưa? Để mình chứng minh. Ví dụ như tôi, trường hợp tôi và Lịch là những dân dân chủ thuộc thì chúng tôi qua PPP nhiều rồi. Rồi. Thế thì ở Mã Lai, còn Philippines thì khỏi nói rồi, nhưng Mã Lai, GDP của Mã Lai hiện tại là 9.000 đô la đầu người. Đấy, GDP của ta chỉ có 2.238 đô la đầu người. Như thế này mà so đầu người thì rất thấp. Nhưng bạn nào ấy cứ mời, tôi sẵn sàng bỏ tiền ra. Nếu mà đến tôi nói là sự thật thì coi như lúc đấy thì mới nói là đánh giá cái mà các chính sách người nghèo mà người Cộng sản Việt Nam họ đã làm được. Hãy đến tôi, chợ của Sadakan, chợ cả đấy, chứ không phải là cảng biển đấy, chợ của Ta Vào, chợ La Hạt Đa Tu, chợ Sadakan và nhiều cái chợ khác. Tôi sẽ bỏ tiền ra, mời bạn đi, có thể sau đấy tôi chỉ cho để mà chứng minh. Thì xem thử người nghèo đấy thế nào, trẻ con 9-10 tuổi thì phải bưng bê, phải như thế nào đấy để mà kiếm tiền từ tiền bọn tôi nha. Rồi, đây là nói ấy, thì bây giờ trong khu vực ta là Singapore là nước phát triển nhất. Được chưa? Bạn nào cùng tôi sẵn sàng đến Singapore với các bạn? Nếu mà dân trí thức là 1, lao động tay nghề cao, dân nhà giàu là 2, thì người lao động phổ thông của Singapore một tháng thu nhập khoảng 3.000 đô la Sing. Đấy, 2 đến 3.000 đô la Sing. Kể cả người làm việc có tay nghề một chút, 3.000 đô, 2.000 đến 3.000 đô la Sing. Nếu mà đời sống của họ bây giờ ngồi mà nhẫm, không bằng tôi lương gò chưa đến 2.000 đô. Không thể bằng được. Nha. Không bằng được. Về coi là GDP, có nghĩa là gọi là sống ngang giá, không bằng được. Nói xin lỗi bạn nào đấy, tôi mua một cây thuốc bát tô 70.000 sang cho chúng nó là nó mời, nó cảm ơn là cái là cần như đưa tôi lên, đổi tôi lên đầu. Thùng mì tôm 90.000 bằng quanh 100.000 bạc cho gây Singapore. Một chai rượu vodka 35.000 chai bằng một xị, coi như một xị đấy, 1/4 lít đấy, cho nó. Vì tại sao? Tôi ở đây, một lít cùng chai rượu đấy 35.000 đấy tôi không uống, tôi không tiêu. Nhưng mà thử xem một bữa ăn, tôi từng ăn đây nhiều, ăn bình dân mà một quán cơm ở thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, để xem thử cái là mức sống của dân Singapore. Chỉ 2 lon nước ngọt, 2 lon nước ngọt và 2 dĩa cơm. Ở Việt Nam trả khoảng 30.000 một dĩa cơm, còn 2 lon nước ngọt bọn tôi phải trả tin ra tiền Việt Nam đồng cỡ khoảng 380.000. Vâng. Một thì, lon coca uống nước coi như là 1,5 đô Sing. Đấy, mình đút thùng xu vào. Một lao động phổ thông thu được 2.000 đến 3.000 đô la Sing. Ý nghĩa gì đâu với một lao động phổ thông. Chạy sang Thái Lan một chút, một chai bia của Thái Lan, 2 chai bia bỏ tù 2 người không dám gọi chai bia thứ 3, thanh toán 180 bạc bằng 140.000, có nghĩa là 3 chai bia bằng tôi uống ở Việt Nam 1 thùng bia nha. Cho nên là tất cả mọi cái dịch vụ, kể cả điện thoại, các bạn cứ sang đất nước mà bây giờ dùng smartphone, có điều kiện dùng smartphone nhiều nhất thế giới trong khu vực, tôi khẳng định trong khu vực luôn, kể cả Singapore. Singapore là đang dùng điện thoại cục gặt nhỏ nhỏ này cực kỳ đang còn nhiều, vì cái giá mạng rất đắt, tiền điện thoại rất đắt, người dân lao động người ta không dùng được. Thế thì người nghèo cứ như tôi lao động phổ, tôi là người lao động đi, bây giờ tôi dùng smartphone, con tôi là mấy người nào dùng smartphone cả, nhưng con tôi sinh viên dùng smartphone, con tôi học sinh phổ thông lớp 7 cũng dùng smartphone. Nhưng lao động phổ thông ở Singapore vẫn đang dùng điện thoại cục gặt. Cần thiết đi với tôi thì gọi là sang đấy chứng minh luôn. Đấy, nhưng mà tôi đã chứng minh được thì phải nhìn thấy thì phải thừa nhận. Đấy, thế thì với lương 2.000 đến 3.000 đô la Sing đấy, bằng 1,3 đô la Sing bằng 1 đô la Mỹ, thì đừng nói là có một cái gì gọi là người lao động phổ thông, bất kỳ người nghèo chỗ nào, càng nghèo nữa, càng khổ nữa, kể cả Singapore. Bọn tôi là người có thể là có thu nhập và có điều kiện để đi lại tất cả, kể cả lên Singapore, nói với các bạn như thế. Thế mà chỉ về tàu về Việt Nam ăn cơm, toàn bộ lương thực phẩm phải chuẩn bị Việt Nam, không dám sang siêu mua gì sang sinh mà mua lớn chết ngay. Đường đi phải ăn cơm ở trên đường. Đúng rồi. Thì coi như cả một vấn đề, trong khi lương là một trong những người lương cao tại Việt Nam gì đó, có tay nghề đấy. Thôi thì đã sang Thái Lan rồi, bây giờ so sánh cơ sở hạ tầng để nó phát triển hay không, tôi dám khẳng định cơ sở hạ tầng hiện tại Thái Lan thu nhập GDP đang còn gần gấp đôi ta, nhưng mà của người giàu thôi. Cứ đến vấn đề cơ sở hạ tầng là gì? Là vấn đề giao thông, ở Thái Lan, Singapore, coi là Philippines rồi thì bỏ đi, Thái Lan và Indo bỏ đi, nhưng Thái Lan gần đây tên xa lộ, kể cả tên đường thủ đô Bangkok, chứ tôi còn các thành phố cả xóm cả lai là cô Sĩ Trang rồi thì khỏi nói, hát sai Phu Kẹt khỏi nói, khỏi nói, đúng không? Cái phương tiện giao thông, có những phương tiện đang còn của ta cách đây 20 năm. Chính xác, chạy mình đã đi từ Hát Chai đến Phu Kẹt rồi, xe dưới xe đỏ ngày xưa. Xe là cái là kỳ xe thùng bẩn thỉu cách đây 30 năm đó bỏ hai cái tầm ghế cho vào ngồi. Nha, được chưa? Rõ ràng là cái đấy là tôi chứng minh được, cơ sở hạ tầng và cơ sở gọi là giao thông. Về cảng biển phải khẳng định Thái Lan 10 năm nữa không bằng Việt Nam. Cơ sở tầng, kể cả cơ sở tầng Việt Nam nhá, nhốt Việt Nam nha. Hôm nay vui quá này, sau chương trình này thả này, thế đi sân bay của Thái Lan thì sân bay Thái Lan tôi chỉ đến sân bay Bangkok, nhưng sân bay Bangkok cũng không hơn gì sân bay Hà Nội về thành phố Hồ Chí Minh. Về vấn đề đường cao tốc thì ở ngoại ô thì coi như là đường cao tốc có thể Thái Lan tốt hơn chút, cái gì tao phải nói như thế. Đúng, mình phải nói sự thật. Cứ xem từ người ở trọ người nghèo ở Thái Lan, người ở trọ người nghèo Thái Lan khác với người Việt Nam mình sang nó mặn lời, nó làm ăn ở bên này là khác. Nó nấu lấy gạo, nó nấu riêu, nó bán một lít riêu 90.000, ở Việt Nam ta 100.000, trong khi ở Việt Nam ta chỉ 30.000 một lít rượu, thì nó lại nó đủ kiểu nó làm ăn nha. Vì vậy đây là mặn lợi cái ấy ngày bẹn của người Việt Nam thôi, chứ còn người nghèo ở Thái Lan nha cũng không phải khác gì. Mà kể cả người cứu vạn bóc hàng gạo của bọn tôi chở gạo xuất khẩu đi nước ngoài của Thái Lan còn khổ hơn nhiều lần cái cứu vạn của ta tại thành phố Hồ Chí Minh. Cũng đây là người nghèo cái gì nữa đấy. Đấy, cho nên so sánh kể cả Mã Lai, tại sao ta sang bên kia cho một bao gạo rồi cho thằng Hùng Trinh này xuống hầm đấy, cho mày xuống. Hôm nay xong chương trình này ta sẽ thả, hôm nay không tiếp dân chủ cuội và coi như ba que. Thế thì với là ta phải khẳng định được thì thành tựu đến giờ phút này, nếu tôi khẳng định khoảng 5-10 năm nữa thôi GDP ta có thể 5.000 đô la. Lúc đấy các cái vấn đề liên quan hưởng lợi từ y tế, giáo dục cho đến cơ sở hạ tầng thì ta tốt hơn nhiều so với một số nước trong khu vực. Đúng rồi, mình nhốt rồi đấy, điều này là khẳng định. Vì đừng có so sánh giàu nghèo hay là ấy. Ở Mỹ 330 triệu dân, nhưng 1% dân số nước Mỹ chỉ đã chiếm mất 90% GDP, còn 10% GDP của hơn 300 triệu người. Cho nên tôi nói các bạn, ai có đầu óc, ai có tay nghề thì sống xã hội nào cũng tốt, ai biết làm ăn sống xã hội nào cũng tốt. Chứ còn cái sự ngu dốt thì đừng có nói là chỉ sống ở Việt Nam là tốt nhất. Người kẻ nào ngu dốt, không có tay nghề, chỉ biết nói không biết làm. Mà biết làm là phải có chuyên môn. Mà nhất là cuộc cách mạng 4.0 này mà internet nữa, không là người ngu nữa, thì đừng có nói là kiếm tiền. Cách mạng 4.0 cả thế giới này chứ không phải một mình Việt Nam. Thì ai đáp ứng được điều đấy, người đấy là sẽ đảm bảo được sống. Còn những cái người mà không có tay nghề, sống Việt Nam là tốt nhất. Thứ nhất, người ta tìm cách tạo điều kiện cho đi, thậm chí xuất khẩu lao động. Nhưng nước phát triển nhất cũng là để mà kiếm tiền kìa, sang lao động phổ thông bên kia, sang Mỹ, sang Úc, sang Hàn Quốc, sang kể cả những cái nước phát triển nhất, để lấy được đồng tiền đấy về Việt Nam xong là đây là một cái hướng. Đây là những người không có tay nghề. Cái thứ hai, những người không có tay nghề, người ta miễn cho nhiều thứ, chính sách phát triển kinh tế của những cơ sở Việt Nam theo cái đường lối là phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Định hướng xã hội chủ nghĩa là gì? Ngoài vấn đề là vĩ mô nào là các cái doanh nghiệp, nhà nước mà nhà nước phải chi phối, thì coi như là làm sao đấy để định hướng mục tiêu là phục vụ được người dân, thì bình dân nhất và người nghèo nhất. Đúng rồi. Nha. Cái này thì coi như không thể phủ nhận được. Bạn nào lên đây mà phản biện, các bạn thực tế ra đi chưa mấy đâu. Tôi người đi châu Âu rồi, và châu Mỹ, châu Tây Á, Nam Á, đặc biệt Đông Nam Á là như đi chợ. Có những cái chợ ta cứ khái niệm này, cái chợ huyện thế nào, mà chợ huyện bạn nào ở gần, mà ở xã chợ huyện 20 cây có khi một năm trời đi 2-3 lần. Thì đi Đông Nam Á của tôi là đi có khi còn người, nhiều hơn mấy cái người kinh doanh đi chợ huyện. Cho nên là ta nói cái gì ta phải thừa nhận, ta phải biết. Nói đừng có nói là phải có bằng chứng. Ai lên đây tên tuổi tôi đầy đủ thông tin, nếu tôi đủ điều kiện tôi đưa các bạn đến đấy, nhưng mà rõ ràng tôi đến chứng minh được thì phải hoàn trả tiền lại cho tôi. Đấy, mua vé bây giờ đi đấy giá lắm, chỉ 5 đấy để bay phạt nạt là cái là chỉ thành phố Hồ Chí Minh là cái là bay sang bay về là cái hơn 300, khoảng 300 đô thôi nha, 300 đến 400 đô thôi, không nhiều, cái đấy không nhiều, nhưng mà phải hoàn trả lại. Và thậm chí tôi không đòi hỏi công lao động của tôi, và có những hướng dẫn các bạn một lần đến du lịch. Đừng có âu thí, ở Philippines, một đất nước kể cả thành phố chưa đủ điện để dùng thì làm gì có tivi, smartphone. Ở Ấn Độ khoảng 200 triệu dân, chưa 200 triệu tôi là 200 triệu chứ không phải ít đâu, không có điện dùng. Cho cái áo bẩn của ta, lao động, với người lao động cho họ là bỏ ra, mình thải ra, người ta cảm ơn đối rít. Thì các bạn cứ tưởng người nghèo bên kia thế nào. Còn về vấn đề đối xử giữa người giàu người nghèo ở Việt Nam rất bình đẳng. Ở Ấn Độ, người nghèo không đi được chung đường với người giàu, đánh nó đánh bỏ ve đấy, đập hẳn đấy bằng Đức Pháp, coi như là không ai pháp luật nào can thiệp nha. Cho nên đừng có nói là đừng có đưa những vấn đề dân chủ dân quyền phát triển đấy. Ấn Độ, Tây Á với cái ấy nó phân biệt rất rõ ràng. Cái khúc đường đấy chỉ người giàu đi, người nghèo đi vào đây nó đánh chết luôn đấy, không cần phải ấy đâu, người giàu nó đánh đấy nha. Còn những cái mà liên quan giàu nghèo, người làm thuê, kể cả làm thuê gần như công chức mà bị người giàu nó đánh tai cầu cảng, tôi là chứng kiến rất nhiều nếu mà không nghe lệnh đấy. Cho nên đừng có ảo tưởng, tôi khuyên các ông đừng ảo tưởng nha. Đấy là tôi đưa ra những con số rất cụ thể để mà khẳng định với cái tốc độ phát triển này. Tôi hy vọng chỉ sau 5 năm nữa thôi, những cái mà vấn đề trọng tham nhũng thì ta không sống chung với tham nhũng rồi, mọi người dân không sống chung tham nhũng, ta phải loại trừ bớt. Còn tham nhũng hiện tại ở trong khu vực ta khẳng định Indonesia là một nước tham nhũng thô thiển nhất của khu vực Đông Nam Á. Điều này là tôi đưa tiền tham nhũng cho nên tôi không giải lắm. Tôi là người bỏ tiền tham nhũng mà để cho họ. Anh Kim vừa nói, anh Kim có thông báo có chính xác không? Tức là bác Đỗ Mười vừa mới mất. Bác Đỗ Mười năm nay bác cũng phải cỡ khoảng hơn trên dưới 90 tuổi. Dạ? Ừ. Hơn gần 100 rồi. Đúng rồi, bác Đỗ Mười nhiều tuổi, gần 100. Nhưng mà bác Trần Đại Quang thì là đột ngột, bác Đỗ Mười vừa mất. Thì mình nói chung rằng trong ngày nay mình có hai đại tang. Cho nên là đấy, cho nên nói là ta phải nhìn một cái rất khách quan. Tham nhũng thì thế giới này chỗ nào tham nhũng, Trung Quốc tất kể cả nó nhiều hay ít, kể cả Singapore nhưng mà bị ràng buộc thôi. Đấy, bị ràng buộc thôi. Port State Control có nghĩa là PSC là cảng vụ, lên tàu tôi là captain. Tôi làm việc trực tiếp, tôi lạ gì, tôi làm việc trực tiếp với 5 cơ quan, lúc nào 5 cơ quan công chức của nước ngoài. Đúng không, bà Nguyễn? Đúng lạ gì. Đúng rồi. Được chưa? Nói chung là trên tôi giới thiệu sơ qua các bạn ở đây, một số các bạn chưa biết bạn. Coi bạn là trước kia học trường Hải quân, nhưng sau này khi ra dân sự bạn làm thuyền trưởng, đúng không? Còn tôi chỉ nói chung là khi mà tôi là học trường Đại học Hải, nhưng mà tôi chỉ là kỹ sư điện thôi, chúng tôi là đều là dân kỹ thuật cả. Nhưng mà tôi nếu mà tôi đi tàu cùng với lịch thì tôi là lính coi như là thấp nhất tàu. Đấy, lịch coi như quản lý tôi thì tôi là thấp nhất tàu. Cao tương quan, vâng. Không quan trọng đâu, không vấn đề đâu, vấn đề là hiệu quả thôi nhé, hiệu quả thôi, hiệu quả cuối cùng thôi. Nhưng mà cái không phải giới thiệu cho các bạn là chúng tôi là những người thủy thủ, chúng tôi đi rất nhiều nước trên thế giới, cho nên hiện nay chúng tôi coi như cũng có cái sự so sánh về cái cuộc sống của những người dân Việt Nam và những người dân ở một số nước Đông Nam Á này và những người dân ở trên thế giới, chứ không phải là chúng tôi ở đây chúng tôi nói bừa đi, và chúng tôi đã có thực hiện rồi. Ai nói tôi rồi bừa thì coi như là cứ lấy địa chỉ thôi, và tôi khẳng định. Thế thì ta phải công nhận là những cái thành quả không thể phủ nhận được. Đấy. Nếu tôi khẳng định những cái phát triển, thứ nhất về nghe nhìn, tôi chưa nói cả thế giới thì Đông Nam Á ta là nhất, vừa rẻ nhất vừa tốt nhất, kể cả Singapore không bằng ta. Ta đi đến từ xa vẫn có điện thoại dùng, vẫn alo vô tư, kênh TV là gần cả trăm kênh. Nhưng mà sang Singapore, chỉ ra khỏi Singapore khoảng 4 km, 5 km, kể cả nằm trong cảng, 4G không thể dùng được. Tại vùng Manila, thủ đô Manila là tại thủ đô đấy, mà đòi ngoài khu neo không dùng 4G được. Tại Jakarta không dùng được, dùng chập chạp trần, phải lên phố. Nói chung vấn đề liên quan đến nghe nhìn, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của Viettel và Vinaphone ta phát triển tuyệt vời. Đô ngoài giảm nói kẻ Singapore chưa hẳn là hơn. Cho nên là cái điều này là một. Còn cơ sở hạ tầng để làm ăn, cái thời điểm mà bây giờ cách mạng 1.0 này là nhiều cái nhảy bên, người Việt Nam cứ yên tâm đi. Tôi hy vọng chỉ cần 5 năm thôi. Đúng rồi. Là tất cả mọi cái sẽ thay đổi cực kỳ nhiều, thay đổi hẳn luôn. Đấy. Thay đổi hẳn, cho dù GDP chưa bằng người ta, có thể chưa bằng Mã Lai, nhưng mà tốc độ phát triển thì hơn. Đấy. Bây giờ đây lịch đấy, cứ nói thì mình sẽ xin cỡ khoảng 2 phút, mình sẽ đưa ra đấy. Một số cái con số của Việt Nam và trung bình của một số nước Đông Nam Á. Thì bây giờ thì lịch cho mình xin 2 phút bây giờ nhé. Rồi. Tức là năm 2017 tôi đã nói nhiều với tất cả các bạn rồi, tốc độ phát triển của Việt Nam tức là đạt 6,81%, mà trong khi đó tốc độ phát triển nhé của cái trung bình của các nước Đông Nam Á là 5,5%. Đấy. Nhưng mà tôi nói với tất cả các bạn này, có một điều mà tôi nói đi nói lại với tất cả các bạn, hiện nay Việt Nam còn dùng tiền mặt rất nhiều, cho nên là những người dân trốn thuế và những doanh nghiệp vừa và những doanh nghiệp nhỏ trốn thuế. Đấy, cho nên là bây giờ ví dụ này, người ta tính tổng thu nhập bình quân đầu người là 2.650 đô la. Nhưng vì cái sự trốn thuế thì nói chung cái trò trốn thuế thì cái Tổng cục Thống kê hoặc Ngân hàng châu Á hoặc Ngân hàng Thế giới người ta không thể tổng kết được. Nhưng mà theo một số cái chuyên gia thì là hiện nay ấy, nếu mà tính tổng ra thu nhập trung bình của một trên đầu người ấy, nếu mà ví dụ ông có tính được cái đó cỡ khoảng 4.000 đô la trên một đầu người. Thứ nữa là hiện nay ấy, lịch vừa nói là nước ta phát triển kinh tế theo kinh tế thị trường, theo định hướng sau chủ nghĩa, cho nên là cái khoảng cách giàu nghèo ấy, thì nó cũng thấp thôi, nó không như ở những cái nước gọi là dân chủ ở bên kia. Đúng không? Thành ra cuối cùng là cái sự phát triển đi lên của đất nước nó gắn liền với sự no ấm, sự phát triển về kinh tế của những người dân. Vâng, của con người nó gắn liền luôn. Đó là cái ưu thế, ưu điểm của cái chế độ mà gọi là xã hội chủ nghĩa, mà chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đó là cái ưu thế. Đấy. Cho nên nói các bạn đây này, vâng Nguyễn này, tôi khuyên cáo các bạn, tôi đã đến nước Đức là một trong những nước phát triển, tôi đã đến nước Úc thì nước phát triển, tại sao nếu mà bên kia thì sống ngót hơn kia, tôi ở lại bên thì cần gì phải về, đúng không? Thậm chí cứ là mình có cái chức danh thì nói thôi thì nói láo nói tuét đi là tị nạn là được, đúng không? Nhưng tại sao không? Đấy, đừng có mơ cái thiên đường ảo đấy. Chỉ những người không có tay nghề, đời sống thấp quá thì mơ sang bên kia lao động phổ thông, có một chút tiền gửi về Việt Nam thì có tích lũy, chứ còn sang bên kia là khổ hơn ở Việt Nam rất nhiều. Về lao động làm việc cực kỳ căng thẳng. Nếu ở Việt Nam một ngày làm việc 8 giờ đồng hồ chỉ có một chút tay nghề thôi là thu nhập 10 triệu đồng một tháng, và cùng tương ứng với nếu hiện tại lương của Philippines và Indonesia, kể cả Mã Lai cũng hơn ta 10 triệu một chút thôi, cũng chỉ 10 triệu người lao động phổ thông, nhưng đều so sánh một cân gạo ăn của người ta đắt gấp đôi lần, rau gấp 4 lần, rau và hoa quả gấp 4 lần. Đấy, cần thiết là tôi đưa lên là có cơ sở và nói hết. Một gói thuốc khoảng 80.000 Việt Nam đồng là thuốc rẻ nhất. Trong khi đây tôi hụt gói thuốc ở đây là chỉ có 20.000 gói thuốc thôi. Một gói thuốc này ở Thái Lan trị giá 100.000. Đấy, thế đây. Ở Thái Lan đấy, chứ mình chưa so sánh ở Úc thì ở đâu cả. Ở một thùng bia của mình 200.000. 200.000 nếu mua ở đại lý. Cùng thùng bia đấy mua trong siêu thị, cửa hàng có hóa đơn, giá trị gia tăng ở nước ngoài ít nhất là 35 đô. Được chưa? Một chai rượu loại rẻ nhất ở bên kia là ít nhất 300.000. Trong khi đấy tôi mua được 10 lít rượu ở Việt Nam. Cho nên này, tiền điện thoại là chỗ rẻ như Thái Lan. Ở Việt Nam tôi dùng có thể 100, nhưng mà 70 baht chỉ dùng được vào mạng một tuần, còn alo chỉ được 2-3 ngày là hết. Ra sân bồi nếu mà viết thì viết có dấu đi, viết đầy bố thằng Tây là đọc được. Còn nữa, người Việt Nam, người nghèo được hưởng lợi nhiều thứ. Nông dân không phải đổng thuế, chỉ thuế rất chi là nhỏ, còn là mương đồng tất cả mà người ta kéo cho tận nơi. Nhà nước lợi nhuận đâu ở nơi cái chỗ mà xuất khẩu thôi, đi chào hàng bán hàng ra nước ngoài thôi, chứ còn nông dân gần như không thuế. Vợ tôi một tháng thu nhập khoảng 10 triệu bạc, chưa biết đồng thuế là cái gì. Thuế trực tiếp là đúng rồi. Một tiếng đồng hồ là chở đi một tí là có khoảng chục triệu nha, mà không có nhiều để mà chở, không có nhiều mà làm. Nhưng mà còn ở nước ngoài, nói xin lỗi, đây là bà Nguyễn biết, tôi là kép cho nên là đi mua đồ, mua mấy cái chân chó và với cái tăng đơ mà cuối cùng không đúng cỡ lên trả lại, nó phải thay cái hóa đơn đấy, coi như là một cái hóa đơn mới, 2 lần nộp giá trị gia tăng, không trốn được đồng thuế nào của nó. Còn ở đây Việt Nam các bạn mua cái tivi không cần lấy cái hóa đơn đấy, mua cái tủ lạnh không lấy cái hóa đơn giá trị gia tăng, người ta cũng vẫn cứ cấp cho các bạn ở tại nhà, có nghĩa là doanh nghiệp vẫn tốn thuế nhiều, người dùng là hưởng lợi, người dùng hưởng lợi nhá. Đấy, để cho người nghèo được là người dùng vẫn hưởng lợi, kể cả mua về cái tivi không cần giá trị gia tăng. Vâng, bây giờ đây ok, lịch cho mình 2 phút mình mới kể một cái câu chuyện này. Cái thời gian trước mình đi Singapore, khi sang Singapore thì mình chỉ dự định là đi trong vòng cỡ khoảng độ chưa khoảng 10 ngày thì mình mua thực phẩm ở Việt Nam đầy đủ tất cả hết rồi. Nhưng mà sang Sing thì cũng đúng dự định là gần 10 ngày về, nhưng mà bị bão nhá, bị bão thành cùng phải ở đấy thêm gần 1 tuần nữa để tránh bão. Thì là rau dợ tất cả hết, mà thịt thì còn, cá thì còn. Tôi nói với tất cả các bạn, trong vòng không dám lên Singapore để mà mua rau về ăn. Đấy, thì nó quá đắt đi. Thế là tàu tôi, tức là khi mà đi về mà cập vào cảng Quy Nhơn, thì không vào cảng về buổi tối mà, không cho cập cảng Quy Nhơn thì đỗ ở ngoài. Thì các thuyền ấy, người ta mới ra. Trời ơi, chúng tôi nhờ người ta mua rau, nhưng mà cuối cùng người ta mang rau ra, nhưng mà không, nước ngọt hết nhá, không phải rửa bằng nước biển, ăn sống luôn rau. Nó thèm rau đến mức độ trong vòng gần 1 tuần không được ăn một tí rau nào. Thì các bạn ở đây các bạn cứ cảm tưởng rau dợ nó không thành vấn đề, nhưng mà ở bên Singapore đấy như là lịch đi nhiều, lịch biết nó giá nó cực đắt, không thể nào mua ít nhất 4 lần. Đúng rồi, mua đồ rau mà mình đi mình phải tiết kiệm thì là cái rau thơm đó. Về tin từng ngọ từng lã một, tin từ lã thôi, một cái rau thơm mà cái rau ngò đấy mà tiền lạ, một lạ ra là khoảng 500.000 Việt Nam đồng. Đấy, trong khi mình là mua cả đổ. Nè, thế thì bây giờ này, ngay đây để nói để mà so sánh tại sao ấy, ta ở tại cảng Nhà Bè đi đò khoảng hết mất là 50.000. Đúng rồi. Được chưa? Nhưng mà ở Sentosa để vào bờ cùng Quảng Ninh như nhau, mất 60 đô một lượt là 120 đô lượt đi lượt về, bằng khoảng gần 3 tiêu tiền Việt Nam đồng. Đấy, đừng có mơ để mà sang đấy mà làm giàu, đừng mơ sang đấy để mà tiêu. Đấy, đây là những con số rất cụ thể. Còn nữa, đấy, bây giờ là cái là nếu mà lương lao động bọc gỗ chuyên nghiệp, người làm rất chuyên nghiệp ở Kudat, cảng Kudat Mã Lai, làm phải nó gần như 24/24, vì một tháng người ta chỉ làm 5 chuyến thôi, sau đấy người ta nghỉ một chuyến cửa khoảng ấy, còn người ta cứ nghỉ được khoảng 10 ngày, mà 20 ngày đấy là gần như làm cả ngày cả đêm. Sau khi làm một người, tìm ra là 4 chuyến đấy, một người được khoảng 150 đô, và được 4 chuyến tàu thì khoảng được 600 đô. 600 đô mà toàn bộ những cái chi phí của người ta toàn gấp đôi hết so với Việt Nam, gần như gấp đôi, có những thứ là rẻ hơn. Để nói ở Úc, tôi đến đảo Crete vượt Iceland với tiền ăn 5 đô đồng chí bằng Nguyễn ạ. Thế thì rồi hết thực phẩm, mà lên siêu thị để mua để 5 ngày thôi, 3 ngày thôi, 4 ngày để mà chạy về Indo thôi, chứ không dạ không mua nhiều. Mà ăn là 4-5 ngày đấy, không kém nhất so với những cái gì gọi là kém, kể cả cơm sinh viên. Cơm sinh viên là sinh viên, nó đắt đến mức độ là kinh khủng như thế. Đấy, cho nên đừng có cái gì đung vào cái gì, không có cái gì để mua được. Ngày xưa Việt Nam thì sang bên kia mua đồ cũ về, đúng không? Nhưng bây giờ là ở Việt ta đi ra nước ngoài không có cái gì để mua về được hết, không nghĩ đến cái việc mua, và tất cả mọi thứ ở ta là rẻ hơn, thậm chí chất lượng hơn. Và nhiều người cứ tưởng là đi sang Singapore mua cái lọ nước hoa về hay là cái gì đấy, hay mua cái lọ dầu gội về Việt Nam để làm quà, nhưng toàn là made in là China hết. Không, China đâu, China hoặc là Tân Bình hết, Tân Bình hoặc là cái là Sài Gòn cả thôi. Không biết đọc là cái là toàn là đồ này cả. Cho nên nói là cứ bằng lòng đi, như thế đi, cuộc sống như vậy đi. Khuyến cáo cho tất cả mọi người, chúng tôi là người được đi nhiều đấy. Rồi, rồi lịch hiện nay có mình tóm gọn lại để chưa có một bạn nào muốn xin lên này thì thông điệp vàng này. Rồi ok, nhưng mà thế nha, nhưng mà nói là khuyên cáo một câu cuối cùng, những cái gì mà cứ đừng có chê ta nói cái gì thực tế, còn những cái mà tôi nói đây là sự thật, và sau sự thật đấy để khẳng định sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Và tôi hy vọng kinh tế Việt Nam phát triển liên tục, sẽ liên tục được rất nhiều năm với GDP 7-8%. Tại sao tôi đã được cầu đấy? Cho dù cuộc chiến tranh thương mại của Trung Quốc và Mỹ, có khi đừng nói là hàng Trung Quốc có những lợi, có rất nhiều điều lợi, có nhiều điều hại, có những hàng tà sang. Nhưng mà bây giờ xem thử đây này, người Việt Nam có dùng đồ Trung Quốc đâu. Cách đây 15 năm thì xem máy Trung Quốc tàn ngập. Xem trong nhà ta bây giờ có dùng cái gì của Trung Quốc đâu. Trái cây bây giờ không ăn của Trung Quốc, mà ăn cái đồ nội địa luôn. Ở đây rất sân bùi, chúng tôi toàn nói sự thật hết. Tôi và Lịch là những kỹ sư hàng hải đi nước ngoài rất nhiều rồi. Chúng tôi cũng có cảm nhận cuộc sống ở bên nước ngoài và cuộc sống ở những Việt Nam. Cho nên mới có những chỉ số hạnh phúc của Việt Nam hiện nay đứng thứ 5 trên 140 nước, mà trong đó ở Mỹ là đứng thứ 104 trên 140 nước. Chúng tôi tự cảm thấy thu nhập như thế, cảm thấy cuộc sống nó hài lòng. Nếu mà sang những một số cảng ở Indonesia, kể cả Malaysia, nếu ban đêm thì đêm đến sau 9 giờ, sau 9 giờ đồng hồ, sau 9 giờ đêm, nói thật tôi dần lên đấy, tôi sẽ về, tôi thả các bạn lại đấy, thì tôi được các bạn ở được đấy đến 11 giờ đêm, thì tôi nói là các bạn là người dùng cám, có thể ra Trường Sa để mà đánh nhau Trung Quốc được, vì an ninh cực kỳ bất ổn. Đừng nói an ninh là cái không thể tính mạng mình là bị đe dọa ngay. Dùng cái điện thoại ai smartphone này để mà cầm lên tay mà đi dọc đường để mà nói chuyện thì quên đi. Ở Sài Gòn là chỉ hẻm thôi. Ở Sài Gòn là chỉ có hẻm, chỉ có nữa. Ở bên kia kể cả ban ngày cho đến ban đêm mà cầm một cách thoải mái thì không có đâu. Cho nên đừng nói an ninh mà nó liên quan đến cả tính mạng mình. Đấy, cho nên là những thứ đấy. Nhưng mà nói về vấn đề Trung Quốc, hàng Trung Quốc có những bạn nói là đúng rồi, đàn vào Việt Nam. Không, có những hàng thôi. Nhưng mà đây là một cái lợi. Trong một cái là có cái lợi thế cho ta. Đây là cơ hội để nhiều hàng mà ta là công xưởng sản xuất sẽ xuất khẩu đi cho Mỹ, thay thế hàng Trung Quốc. Tôi hy vọng là điều đấy. Và thậm chí cuộc chiến tranh thương mại này là cơ hội để ta đưa hàng sang cho các nước EU và Mỹ. Đấy là một cơ hội để phát triển. Đúng rồi. Là hai, không có là cơ hội. Cái thứ hai, đây là cơ hội để phát triển. Chứ đừng nói là chiến tranh thương mại Mỹ Trung Quốc có khi ta không ảnh hưởng lớn, mà ta lại tạo là có cơ hội. Cái thứ hai là sau khi hiệp định TTPP mà được ký thì coi như cuối năm nay Quốc hội sẽ thông qua. Đây là cùng cơ hội để cho kinh tế ta phát triển. Tôi rất là đang chờ đón rất hay. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa rồi có một bài phát biểu, trong đây có một câu nói: Việt trong cuộc cách mạng 4.0, diễn đàn tại Việt Nam ta chứ không phải đâu cả. Các bạn ai cũng sẽ được xem. Việt Nam không mong là người giỏi nhất, nhưng sẽ là bạn của với những người giỏi nhất. Sẽ là bạn biết rồi, mình mời Jack Sibu như mấy lần rồi mà. Đấy, cái đấy tại sao chủ quan ta làm được, nói được cái đấy. Còn những cái bạn ở nước ngoài, Việt Nam không sản xuất được ốc vít, nói quên đi. Từ năm 1946, quả bom bazooka dưới sự sáng tạo của Trần Đại Nghĩa, quả súng đã có rồi, đã làm được từ năm 1946 đã có rồi. Hiện tại tàu tên lửa đã đóng tại Việt Nam, tên lửa tấn công nhanh đóng tại Việt Nam, tên lửa đã sản xuất ở tại Việt Nam, những tàu hộ vệ tất cả thứ đã đóng được nhiều rồi, đóng được hết. Tàu cảnh sát biển Đông, thậm chí ta còn xuất khẩu được cả cái tàu sang cho Úc, xuất khẩu tàu sang cho Iraq, xuất khẩu tàu cho đến sang đến Cuba. Cho nên đừng có nói đấy, đừng có cứ tưởng tượng lên mà cứ chê. Đấy, Việt Nam bây giờ và sắp tới đó là công xưởng của thế giới, mà công xưởng để ngày càng hiện đại hóa, chứ không phải là đấy. Cách mạng 4.0 là auto electric, chứ không phải là cách mạng 4.0 để sản xuất lúa gạo. Nhưng mà từ lúa gạo đấy có thể chế biến được nhiều thứ khác để bạn có hiệu quả hơn. Rồi, cho nên ta phải tự tin. Đấy. Và nếu mà bạn nào đang còn trẻ, tôi đã làm cha của 3 đứa con, học tôi lấy tiêu chuẩn thành đạt của tôi là con tôi học trường nào và nó tốt nghiệp ra làm sao, chứ còn không phải là sao mà xảo ngôn. Anh đâu phải là bên ban tuyên giáo hoặc ban cái gì đâu, anh là kỹ sư mà phụ là kỹ thuật, mà những người kỹ thuật thường khô khan chứ ít xảo ngôn, mà không thể xảo ngôn được. Ví dụ mình là học về văn học hoặc về lịch sử hoặc về cái này cái khác thì công nhận xảo ngôn, nhưng mà mình là kỹ thuật. Nhưng mà trong thời đại này cũng khuyên cáo cho những người học văn học sử đừng có xảo ngôn. Đúng. Đây khoảng 20 năm trở về trước, 20 năm trở về trước, những người học luật, những người học văn học sử có vị thế đấy. Nhưng mà 20 năm trở lại đây, những người khối A thì bây giờ, khối C thì bây giờ là cả vấn đề đấy. Người khối A là có tư duy toàn bộ, người có tư duy mọi chuyện. Mình khối A, lịch khối A đúng không? Toán lý hóa. Có tư duy mọi chuyện mà đã có được cái đấy thì kể cả xứ, kể cả các cái khác. Vì khối A là có điều kiện, người ta bê mình đi chơi, mình không phải đi du lịch. Mình nhìn thấy đấy, nói đến địa lý thì rồi. Tôi nói bạn nào đến đây để nói chuyện với tôi Vũ Sư Hùng Lân thì bảo mình như ngu như con mực cái gì đấy, xảo ngôn họ kia, nhưng mà lại bê cái diễn đàn của mình sang nhà Vũ Sư Hùng Lân, nghe chưa? Gạ mình sang diễn đàn, không phải giờ sang mà đưa cái live trực tiếp của mình sang nhà để mà chiếu, rồi bắt đầu phân tích. Thì là những người nào là xảo ngôn, những người nào là coi như là đấy. Còn nữa, Vũ Sư Hùng Lân hay là ai ở đang Việt kiều ở bên kia, tôi cứ nói thực tế ra các bạn cứ vào để đánh giá, cho dù vừa rồi để mà tóc nhu cầu phải phát triển, nhu cầu phải đổi mới. Chứ còn giáo dục Việt Nam đến giờ phút này cứ vào Google thử thế giới người ta xếp Việt Nam ở thứ hạng nào. Tất cả các cuộc thi Việt Nam bao giờ nằm trong top 10 thi toán, lý hóa, thi, kể cả bo kỳ thi gọi là liên quan đến khoa học. Vừa rồi cái hội nghị diễn đàn cắt bản 4.0 kinh tế 4.0 đây, chuyên gia nước ngoài người ta đã nói là một đất nước có tiềm năng về con người để phát triển cách mạng 4.0 nha. Đừng có nói là các bạn ở Mỹ, ở Úc, cái gì tôi đến nước Đức mà cuối cùng tôi chỉ là một cái khách thôi, mà dần cái thằng Việt kiều thì nó xuống từ resident là nó không biết cái chữ nào ngoài người gá, mà dần nó để xem cái plan là bớt trên plan là để mà cái là chỉ cho nó mua vé cho nó, cho nên đã ngu rồi thì chỗ nào ngu.